đây chắc đây thì chắc chưa được 300 triệu, ở đây là được 200 triệu rồi. 50 triệu là được. Em đã đến giờ thi đấu. Trọng tài Nguyễn Cường đã cho hai đội làm lễ xin mời quý vị khán giả trở lại sân vận động Cầu Ván để cổ vũ theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Quảng Ninh gặp đội tuyển Lâm Sơn trong trận tranh 3-4 của giải Cầu Ván mở rộng Lâm Sơn 2023. Trận đấu đã chuẩn bị được bắt đầu. Ban tổ chức xin kính mời anh Đô đây nhỉ, xuống bàn ban tổ chức có việc nhờ. Vâng, xin mời quý vị và các bạn trở lại sân vận động Cầu Ván. Trận đấu đang được diễn ra được 2 phút. Và đội tuyển Lâm Sơn phong bóng rất mạnh lên. Bạn Dũng làm gì được không anh? Sút bóng không được, bóng đã đi hết đường chân dọc. Đội tuyển Quảng Ninh đều hưởng quả nhà biên. Đội tuyển Lâm Sơn đã rất mạnh lên, không qua được hậu vệ của Quảng Ninh. Bóng đá hết đường chân dọc. Bóng ném rất mạnh nhưng mà không qua được hậu vệ của đội tuyển Quảng Ninh. Văn Hùng ném biên, anh ném rất mạnh vào khu vực 16m50, không, vẫn không qua được cây đầu của hậu vệ. Một chút rất lên mạnh lên nhưng mà bóng lại đi hết đường biên dọc. Đội tuyển Lâm Sơn được hưởng quả ném biên bên phía tay phải tấn công của đội tuyển Lâm Sơn. Vâng, theo quan sát thì bóng đã rất biên dọc và đội tuyển Quảng Ninh đều hưởng quả ném biên. Vâng, đội tuyển Lâm Sơn phá bóng rất mạnh luôn. Theo quan sát của chúng tôi đã tiếng khi chúng tôi Hà Nội và tham dự giải du lịch và Cầu Ván mở rộng đón Xuân Anh 2023. Anh vừa có cao bóng phá rất mạnh đi. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ Nguyễn Long của đội tuyển Quảng Ninh. Anh Phan rất mong đi, rất mạnh của Phan Lạng, không chiến được bóng. Không, đội tuyển Lâm Sơn tổ chức tấn công, rất nguy hiểm.
bóng đá hết đường biên dọc. Đội tuyển Lâm Sơn được hưởng quả đá biên. Lương Hùng anh đá rất mạnh vào, không được, không có một cầu thủ nào cổng thêm theo pha bóng vừa rồi. Cổng thêm được ném biên, ném rất mạnh cho Văn Tiến, không được, bóng đã chạm chân cầu thủ, cổng thêm ra ngoài biên dọc. Văn Hiếu có cầu thủ nào theo được pha bóng vừa rồi, không được. Hai cầu thủ của Cổng Phên đã kéo léo che bóng, cầm bóng hết bên ngang, Cổng Phên được phát bóng lên. Các cầu thủ Cổng Phên đã sử dụng cả đá bóng lên. Kè luôn, sẵn sàng luôn. Qua đánh giá chuyên môn của các nhà chuyên môn thì hai đội này có thể đánh giá ngang tài ngang sức, cân đối. Về thể hình thì có vẻ là các cầu thủ Lâm Sơn có thể tốt hơn. Hôm nay đội hình hai đội tung vào rất nhiều các cầu thủ trẻ. Đây là các cầu thủ kế cận cho các cầu thủ đàn anh trong các giải tương lai. Theo truyền thống thì Dương Đức sẽ một năm sẽ diễn ra có đủ 4 giải, 2 giải đầu xuân và 1 giải 34 và 1 giải 12 tháng 9. Văn An, cầu thủ Vũ An đánh được không? Anh rất khéo. Vũ An là con trai của cựu cầu thủ Vũ Đăng. Đánh được không? Không được. Bóng đã hết bên dọc và các cầu thủ Cổng Phên được ném biên lên. Không được. Bây giờ Văn Hùng đã đá bóng trúng vào cầu thủ Vô Lạng của Cổng Phên. Vẫn là Lương Hùng. Hôm qua được chung gọi Vũ Tiến. Vẫn không được. Tiếp không một quả ném biên thứ 3. Văn An rất khéo. Không qua được. Hậu vệ của Cổng Phên bọc lót rất tốt. Văn Sơn đang được không? Văn Trung anh chuyển bóng rất mạnh lên cho Vũ Dũng. Vẫn là Vũ Dũng. Rất khéo léo. Không được. Vừa rồi cầu thủ Cổng Phên đã bắt người rất chặt. Không được rồi. Bóng đá hết biên ngang và các cầu thủ Cổng Phên được đá bóng lên. Không theo kịp pha bóng vừa rồi. Giải 3 và giải 4 năm nay có rất nhiều các nhà tài trợ đã
tiếp tục phải chọn vào các giải ba giải tư của giải bóng đá năm nay. Hôm qua được phòng vệ trung vệ của Lâm Sơn, anh có chiều cao khá tốt. Đấy không? Không rồi, hai cầu thủ cầu thêm rồi không hiểu với nhau. Rất khéo, cầu thủ số 7 của Cổng Sơn. Đã được không được. Hôm qua được là hậu vệ nhỏ con của Lâm Sơn. Các cầu thủ Lớp Sơn tổ chức tấn công. Vũ Dũng không qua được phòng vệ của Cổng Phên. Vẫn các cầu thủ Cổng Phên. Anh bỏ bóng rất khéo. Không một cầu thủ nào cho pha bóng được rồi. Một cú chuyền ngang. Đang đi công, không được. Vừa rồi bóng đã hết bên dọc và các cầu thủ Lâm Sơn được thuộc về quả đá biên theo hướng tấn công bên cánh phải của mình. Vũ Dũng, đó là Vũ Dũng. Nguy hiểm, đang đi công, không được. Vừa rồi anh Tuấn có pha chuyển bóng rất tốt nhưng không có cầu thủ nào thứ hai lao vào. Không được, vừa rồi cầu thủ Vũ Duy, một thủ môn trẻ, anh vừa rồi lao ra bắt bóng. Không được. Không cầu thủ theo rất tốt. Vừa rồi anh có thử chuyển bóng qua khoảng trống để cho các tiền đạo theo bóng nhưng không có cầu thủ nào để ý. Vâng ạ. Bắt tiếp. Đô. Làm được không? Rất tốt. Theo thống kê của ban tổ chức thì bây giờ hai đội đang có những cái cơ hội gần ngang ngang nhau. Nếu đội nhỉ thì Lâm Sơn có đội nhỉ hơn một chút. Chọc chen lắm rồi nhưng mà thôi. Trọng tài đã xác định quả đá biên theo cánh trái cho đội Lâm Sơn. Đang chơi. Vừa rồi một sự lăn bóng của các hậu vệ Lâm Sơn đã phải trả giá và tỷ số được mở 1-0 cho Cổng Phên. Thực sự rất bất ngờ, một pha bóng rối ren trước khung thành của đội Lâm Sơn. Mặc dù Lâm Sơn tấn công nhiều, rất nhiều cơ hội nhưng mà bàn thắng lại đến với Cổng Phên. Một pha bóng rất nhanh cho nên là tôi chưa rõ được cầu thủ nào. Vừa rồi có một pha dứt điểm nhanh về chúng không thành và ghi mở vào tỷ số cho đội Cổng Phên. Vừa rồi là đánh đầu, pha đánh đầu của Trần Thế Hiển.
Văn Trung. Hôm qua được hậu vệ số 7 của Cổng Phên. Có những tặng 3-4 hậu vệ của Cổng Phên đã ăn trước khung thành. Làm gì không? Không được. Hôm qua hậu vệ Trần Hiển. Trần Hiển là con trai của cựu cầu thủ Trần Thế. Cố lên! Anh đi rất khéo. Cố lên hạng Lương Hùng. Không được rồi. Thủ môn Chen Long đã góm gọn trái bóng. Làm được không? Làm luôn nữa nhỉ? Cắm cửa thôi, đừng có cả vào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cầu thủ thủ môn Vũ Văn Duy có mẹ người cầu bán có thể thi đấu được cho cả hai đội. Đội hậu vệ Cổng Phên đá bóng rất mạnh ra ngoài biên dọc. Bạn tổ chức đưa quả bóng vào trong sân. Quay đây này. Quay đây này. Quả bóng vô đâu nhỉ? Anh em bổ cho em quả xẻ. Đưa quả bóng vô đâu? Để anh em đưa vào sân luôn. Hai chục. Sao lấy quả bóng nữa đâu nhỉ? Ra các ông cái động ông mất đi rồi nhưng mà đoạn con nhân bỏ nữa con mới cho trận cho nó 50 cái nhặt thế mà đâu nó đâu đưa để nó ra bố này đây. Các cầu thủ Cổng Phên được thực hiện quả ném biên. Rồi rồi, hôm qua được cái chân rất khéo léo của Nguyễn Tiến. Rồi rồi, bóng đã chạm tay của Nguyễn Tiến. Bất Sơn. Bất Sơn. Rồi rồi, đóng ra ngoài biên dọc và các cầu thủ Cổng Phên được thực hiện quả ném biên. Đây phần sân của mình. Không được, tiếp tục một quả thực hiện quả ném biên thứ hai cho đội Cổng Phên. Đất Sơn. Không được.
quyền em đi thuộc các cầu thủ lớp xưa. Không được, lập phương. Bóng đã đến chân thủ môn của Quảng Quyền. Đó chỉ này là tâm nướng thức một nướng thức nướng thử một con cho nó ngon hay không ngon thôi, hiểu không? Không được, bây giờ không có một cầu thủ nào ra để pha bóng được. Các cầu thủ của Quyền được thực hiện quản lý trên không, đó quan ba trên sân. Vừa rồi ông trọng tài Tường đã thổi phạt một cầu thủ của Quyền có động tác đá sau. Không được. Vẫn chung Lâm Sơn. Đánh được không? Vũ Duy. Không được. Không nhìn thấy gì luôn. Đây. Các cầu thủ Quảng Quyền được thực hiện quản lý biên. 30 không được, không rồi. Hôm qua được trung vệ của Lộc Sơn. Làm bóng đô chuyển rất mạnh lên thì không được cầu thủ nào sao qua bóng được rồi. Sau khi Lâm Sơn bị thủng lưới cũng như là còn chưa ghi được bàn thắng thì thế trận hai đội đang là cân bằng, không còn sự áp đảo quá mạnh như đầu hiệp một của đội Lâm Sơn dành cho đội Quảng Sơn. Có lẽ là hai đội đang thi đấu với chiến thuật chắc chắn, chờ cơ hội phản công. Nguy hiểm hơn, nguy hiểm, không được. Vừa rồi là có một cú sút không chính xác và bóng bay lên cao. Các cầu thủ Lâm Sơn được phát bóng lên. Ngô Hiếu. Vâng, các cầu thủ thông qua được hậu vệ của Quảng Quyền. Các cầu thủ Lâm Sơn được ném biên. Tiếp tục của quả ném biên thứ hai. Lương Hùng, anh đã đảo cánh. Không được. Vừa rồi là một cầu thủ
Cổng Phê đã pha bóng trượt nhưng rất may là không có một cầu thủ Lâm Sơn nào theo pha bóng vừa rồi. Hiệp ơi, ghi này khoảnh khắc của hội cổ động viên cầu bán ngay. Gôn lại. Vừa rồi anh đã bóng không tốt. Vừa rồi đó một quả cú sút xa nhưng không chính xác của cầu thủ Nguyễn Tiến. Đặt tấn công, nguy hiểm quá, không được, không được, rất tiếc. Vừa rồi bóng đi chệch không thành cột dọc bên cánh trái của đội tuyển Lâm Sơn. Một pha bóng rất nguy hiểm và cũng đó là cái sơ sẩy của đội Lâm Sơn. Chút nữa là kiến tạo cho Cổng Phê một bàn thắng thứ hai. Ngô Hiếu. Các cầu thủ Cổng Phê cần đá bóng lên. Không được. Vẫn không. Vâng, bóng đã chạm chân một cầu thủ Cổng Phê ra ngoài biên dọc. Các cầu thủ Lâm Sơn được thực hiện quả ném biên. Lương Hùng. Bây giờ có cầu thủ khác hơi đẩy sau một chút. Rất cao. Vũ Khoa không được. Bóng đã hết biên dọc. Lâm Sơn. Vẫn là Bác Sơn, anh vừa rồi được lợi thế, ông trọng tài cho Cổng Phê được quả lợi thế. Thôi 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 thôi. Vừa rồi lỗi ném biên của một cầu thủ Lâm Sơn ném biên sai luật. Vừa thực hiện là ném biên ngay được vào về thủ Cổng Phê. Lâm Sơn. Tiếp tục một quả ném biên thứ hai dành cho đội Cổng Phê. Tiếp tục một quả ném biên nữa. Vũ Duy. Không được, vừa rồi trung vệ tiền vệ Văn Sơn và anh về phá bóng rất nhanh. Ném biên sai luật. Vũ Duy. Các anh cứ để ý uống bia, không để ý này, chết dở. Chụp anh nhá. Vừa rồi tiếp tục lại một cái lỗi. Lỗi ném biên đấy. Đúng là giải bóng không chuyên cho nên có những cái lỗi sơ đẳng rất nhiều và các cầu thủ đang mắc phải.
qua giải đấu này hy vọng là các huấn luyện viên sẽ tổ chức tập luyện nhiều hơn. Vừa rồi Vũ Hiếu đã đá bóng rất mạnh lên. Vũ Dũng, anh khống chế bóng, pha khống chế bóng rất khéo léo, cũng là một tiền vệ tài hoa của không chỉ Lâm Sơn mà Dương Đức. Cầu thủ Lâm Sơn được thực hiện quả đá phạt. Nguy hiểm lên không? Không được. Vừa rồi thủ không, ông trọng tài đã căng cờ một cầu thủ của Lâm Sơn Việt Vị. Được. Rồi một cầu thủ của Phương đã phạm lỗi. Vẫn là hậu vệ Vũ Hiếu. Anh đá bóng rất mạnh, cầu thủ theo được không? Nguy hiểm quá, đá chứ không? Không được, vừa rồi qua xác định của anh trọng tài thì bóng chưa vào lưới. Trận đấu tiếp tục thi đấu. Vũ Khoa tiếp tục quả ném bên cho đội Lâm Sơn. Khỏi hôm vòng một đấy. Vô lạ. Đang được không? Vẫn chung. Vừa ném bên thêm các cầu thủ Lâm Sơn. Làm được không? Vừa rồi hậu vệ cổng phê đã bóng rất mạnh lên. Đó, bóng ra hết biên dọc và các cầu thủ Lâm Sơn được ném biên. Ông trọng tài đã xác định lỗi một cầu thủ ở cổng phên có động tác cao chân. Đây là một cú đi đá phạt rất nguy hiểm với cái sự khéo léo của tiền vệ, không biết là Vũ Dũng hay là Quang Hiếu. Không được, với những pha bóng như này thì không khó với thủ môn chen lặng.
Và cuối hiệp 1 này thì sự áp đảo đang dành cho đội Lâm Sơn. Vô lại, không được. Bắt đầu, vô lại. Hơi chậm. Bắt Tuấn, không được. Bóng đã ra người tên dọc vào các cầu thủ của Phê Việt ném biên. Bắt chân không? Không được, không qua được hậu vệ Văn Hùng. Lương Văn Hùng, Vũ Văn, Vũ Khoa. Không được, mọi người không qua được hậu vệ Kiều Kiều Vũ Tiến. Bắc Sơn. Vừa rồi thủ môn Vũ Xuê của Lương Sơn rất nhanh ra đã khéo léo chạy cắt mặt tiền đạo của Cổng Phên và bóng đá hết bên ngang. Quang Hiếu hôm qua được hậu vệ của Cổng Phên. Vô lạ, vẫn là vô lạ. Anh chuyển rất nhanh, đang rất tốt. Không được, bóng đá cầu thủ của Cổng Phên đã rất là thế tuyệt vị. Bắt đầu không được. Bây giờ là cầu thủ vô lại của Cổng Phên theo được pha bóng vừa rồi. Vũ Khoa đang được không? Vũ Văn Duy. Rất khéo hậu vệ Cổng Phên bọc lót cho nhau rất khéo. Các cầu thủ Cổng Phên được thực hiện quả ném biên bên cánh trái theo cực tấn công của mình. Bóng đã ra ngoài biên dọc và các cầu thủ Cổng Phên được thực hiện quả ném biên theo hướng cánh phải tấn công của mình. Không được. Vừa rồi hậu vệ Ngô Văn Hiếu đã đá bóng rất mạnh ra ngoài biên. Hơi vai cá vào quả bóng là không phải đặt sau. Đấy rồi. Văn Hùng. Không được. Rồi vâng. Năm nay Cổng Phên đưa hai cầu thủ trẻ, có một cầu thủ Đô và Sơn. Đô Sơn thì có thể thi đấu một hai giải, nhưng Đô mới vào nhé. Cái thi đấu khá là khéo léo. Quang Hiếu. Quang Hiếu đá bóng rất mạnh lên. Không qua được hậu vệ của Cổng Phên. Vẫn đủ. Không được. Vũ Khoa. Khoa rất khéo léo.
bóng đang gọn trong tay thủ môn Văn Duy. Không được. Vừa rồi hậu vệ Lâm Sơn đã đánh đầu pha bóng ra ngoài biên sọc. Cầu thủ của Khuê một ném biên. Tiếp tục một quả ném biên thứ hai cho đội tuyển Khuê. Không được. Vừa rồi một quả bú đá xuất xa. Còn cầu thủ Nguyễn Đại. Ông trọng tài Hồng Cường đã mở quả kết thúc hiệp đấu thứ nhất. Trận tranh giải 3-4 giải bóng đá Trà Xuân năm 2023 Quý Mão do Cổ Bán tổ chức. Tỷ số đang 1-0 tạm thời nhưng về đội Cổ Quyên. Tức là quý khán giả với những cầu thủ sẽ giải lao trong ít phút. Đi lên trọng tài mà không vào. Tất cả các nhà báo quay những bàn giải cầu ván ủng hộ 500.000 đồng. Để thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn những tình cảm của mọi người gửi đến cho ban tổ chức để giải đấu được thành công hơn. Và sau đây xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý vị đã gửi tình cảm và tinh thần cũng như vật chất đến đội bóng cổ ván như sau. Anh Thủ Tiết ủng hộ người xã Đức trong sân bóng. Anh Nguyễn Tú Hiển công ty Sơn Đại Dương ủng hộ 2 triệu đồng. Anh Cú La cầu ván ủng hộ 200.000 đồng. Anh Hải Hiền cầu ván 200.000 đồng. Anh Giang Suất cầu ván 100.000 đồng. Anh Sơn bí thư đoàn xã Dương Đức ủng hộ 200.000 đồng. Chú Vinh Quyền ủng hộ 50. Chú Vinh Quyền cầu ván 50.000 đồng. Anh Điểm Dung Hà Nội 200.000 đồng. Anh Nghĩa Thoan cầu ván 100.000 đồng. Anh Mai Thúy cầu ván 100.000 đồng. Anh Tiên Miên cầu ván 200.000 đồng. Em Thu Nga cầu ván 100.000 đồng. Anh Bằng Thái cầu ván 100.000 đồng. Chú Tài cầu ván 100.000 đồng. Cô Anh Huyền cầu ván 100.000 đồng. Em Đoàn Kết cầu ván 100.000 đồng. Ông Thăng bí thư cầu ván 200.000 đồng. Em Nhã Hà cầu ván 200.000 đồng. Anh Khởi Hương cầu ván 100.000 đồng. Cô chú Thanh Sinh cầu ván 200.000 đồng. Anh Tuấn Chi cầu ván 100.000 đồng. Ông Khoa Nguyên cầu ván 100.000 đồng. Ông Khoa Chín cầu ván 100.000 đồng. Cô Hường Thủy cầu ván 100.000 đồng. Bãi Cay Hiệp Thảo cầu ván 200.000 đồng. Ông Toàn Hảo cầu ván 200.000 đồng. Anh Kiền Bắc cầu ván 200.000 đồng. Anh Minh Huyền cầu ván 100.000 đồng. Em Đoàn Hạnh cầu ván 100.000 đồng. Anh Bạo Đồng Than 100.000 đồng. Chị Hành Tân cầu ván 50.000 đồng. Ban công tác mặt trận dân cư thôn cầu ván 100.000 đồng. Ông bà Sách Sáng cầu ván 200.000 đồng. Anh Dương Hướng cầu ván 100.000 đồng. Anh Hai Sơn cầu ván 100.000 đồng. Anh Nam Thảo là cầu ván 100.000 đồng. Anh Trăm Triệu cầu ván 50.000 đồng. Anh Đồng Triệu cầu ván 100.000 đồng. Ông Năng trưởng thôn cầu ván 200.000 đồng. Ông Thành Hà cầu ván 30.000 đồng. Anh Thanh Sông cầu ván 100.000 đồng. Anh Dương Lý cầu ván 100.000 đồng. Anh Diệp Hoa cầu ván 100.000 đồng. Anh Trưởng Hoa cầu ván 50.000 đồng. Anh Viên Xuân cầu ván 100.000 đồng. Chị Hằng chủ sân bóng 2 và Lâm Sơn ủng hộ 300.000 đồng.
chú Hồ Văn Mang cầu bán 50.000 đồng. Ông Dương Hạ Đồng Tham 200.000 đồng. Anh Hợp Kiên cầu bán 100.000 đồng. Anh Linh Nga cầu bán 200.000 đồng. Cô Hạ Bảy cầu bán 50.000 đồng. Em Hải Hồng Lâm Sơn 100.000 đồng. Anh Biến Thanh cầu bán 200.000 đồng. Anh Dung Vẫn cầu bán 100.000 đồng. Em Ốc Đạt Đức Thọ 100.000 đồng. Anh Đạo Duật cầu bán 100.000 đồng. Anh Quý Minh cầu bán 100.000 đồng. Anh Hạnh Vân cầu bán 100.000 đồng. Chị Nguyên Tỉnh cầu bán 50.000 đồng. Ông Lục Trinh cầu bán 200.000 đồng. Anh Đạt kéo lại gần không? 50.000 đồng. Vậy để thay mặt cho đủ bán đồ bán xin gửi lời cảm ơn đến các quý khách đã ủng hộ đến và tinh thần cũng như vật chất cho đội bóng cầu bán. Nhà báo nó có lương chưa? Cũng chúc quý khách một sức khỏe, năm mới hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Đấy là máy rồi. Trong lúc ghi danh sách, chúng tôi còn thiếu sót hay sai thì rất mong được sự đóng góp kịp thời của tất cả mọi người. Vâng, xin lỗi quý khán giả vì vừa rồi là nhà ban tổ chức chúng tôi phải giới thiệu những nhà tài trợ cho giải bóng đá để những giải sau có kinh phí hơn nhiều hơn. Và bây giờ hiệp 2 của trận đấu đã được bắt đầu khoảng độ 5 phút. Cũng là xin lỗi những quý khán giả mà không xem được trực tiếp, xem trên màn ảnh của kênh Thảo Hiệp thì là xin lỗi quý vị. Và bây giờ chúng tôi lại tiếp tục truyền hiệp 2 của trận đấu giữa Lâm Sơn và Cẩm Khuyên. Phút thứ 50 của trận đấu tỷ số vẫn là 2-1. Các cầu thủ bóng vẫn chơi luôn đấy. Nói là phải làm. Các cầu thủ Cẩm Khuyên được hưởng quả đá phạt góc bên cạnh trái. Đứng trước bóng vẫn đang là Thế Hiển. Không, anh chơi nguy hiểm quá, vượt không được các bạn ạ. Và đó là một cú sút sát sờ sạt nhưng mà không thể qua được đôi tay của thủ môn Lâm Sơn. Hiện nay anh vẫn đang là thủ môn số 1 của Lâm Sơn. Đã có lỗi của một cầu thủ cao chân của cầu thủ Cẩm Khuyên và các cầu thủ Lâm Sơn được hưởng quả đá phạt từ bên sân nhà. Đứng trước bóng đang là Văn Hiếu, Quang Hiếu, đúng không? Không có đồng đội nào theo kịp pha chuyền của người của anh. À, các cầu thủ Cẩm Khuyên được hưởng quả phạt nóng lên. Các cầu thủ Cẩm Khuyên rất chi là bình tĩnh. Bởi vì thời gian đang ủng hộ các cầu thủ Cẩm Khuyên, tỷ số vẫn đang là 1-0. Bóng vẫn đến trên các cầu thủ Lâm Sơn không qua được các chuyền lên nhưng bóng không được. Hậu vệ của Lâm Sơn đã phá bóng ra hết đường biên dọc và Cẩm Khuyên được hưởng quả ném biên bên cánh phải. Bắt đầu được ấy. 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 Bắt đầ
đâu nhỉ? Bìa bố rồi, bọn đi chỗ bắt bố rồi. Đấy ba luôn, con dã chết cúc bây giờ. Mày không bắt cái gì mẹ cái đồ. Anh dám rất mạnh vào trong vùng mét nhưng mà không qua được. Bóng vẫn không qua được cái đầu hậu vệ Lâm Sơn. À, các cầu thủ Lâm Sơn phản công, các đồng đội thêm chúng ta bóng mở đường không? Không được. Không được, anh rất cố gắng như hậu vệ của cầu thủ Bạc Lớp với nhau rất tốt. Để bóng đi ra hết từ Việt Nam. Văn Long. Văn Long phát bóng rất mạnh lên. Không được, không qua được hậu vệ của các cầu thủ Lâm Sơn, bóng vẫn đến chân của các cầu thủ Cổng Phên. Hai đội tranh bóng nhau rất quyết liệt nhưng mà không, không có cầu thủ nào theo kịp pha bóng vừa rồi. Đường truyền vào khu vực 16m50 nhưng mà không có cầu thủ nào theo kịp pha bóng vừa rồi. Bóng lại được phát lên các cầu thủ Lâm Sơn phản công, có được không? Không. Đánh chậm rất quyết liệt ở khu vực 16m50 nhưng mà hậu vệ Cổng Phên Bạc Lớp cho nhau rất tốt, phát bóng vẫn đến chân của các cầu thủ Lâm Sơn. Chưa không? Không qua được tràn hậu vệ của các cầu thủ Cổng Phên. Mai nhà mình ở đâu? Các cầu thủ Cổng Phên phá bóng rất mạnh lên. Không có một tiền đạo nào của mình theo kịp phá bóng vừa rồi. Hai đội tranh bóng nhau rất quyết liệt ở khu vực giữa sân. Không, bóng vẫn đến trong chân của các cầu thủ Cổng Phên. Các cầu thủ Cổng Phên phản công, bóng lên xuống 99, chuyền cho nhưng không được, không qua được hậu vệ Lâm Sơn. Và các cầu thủ Lâm Sơn lại tiếp tục phản công các bạn ạ. Hai đội tranh bóng nhau rất chi quyết liệt, trận đấu đang đi vào những giây phút rất căng thẳng. Mặc dù tỷ số vẫn với là 1-0, thời gian vẫn còn rất nhiều cho cơ hội của Lâm Sơn. Bàn trai tơ này đá bóng này. Bàn trai tơ này. Văn Long, Văn Long phát bóng rất mạnh lên. Không bóng không được. Được Lâm Sơn bàn thắng, Văn Long có thể kiếm đâu. Không qua được cơ tay của Văn Long, thủ môn số 1 của Cổng Phên hiện nay. Và các cầu thủ Cổng Phên đang cho bóng vào cuộc rất nhanh. Được. Không được, bóng đã hết đường biên. Đường truyền của một hậu vệ truyền cho trung vệ nhưng mà không được bóng để bóng lấy đường biên. Tiếp tục có lỗi bóng chạm tay. Và các cầu thủ của Lâm Sơn được hưởng quả đá phạt bên cánh phải. Quả đá phạt này cách khung thành của Văn Long chừng khoảng 25m. Không biết anh xuống thẳng hay là đi chuyển. Đứng trước bóng vẫn đang là không được. Không qua được đôi tay của Văn Long. Thủ môn rất chi là xuất sắc của Cổng Phên. Đến giờ phút này Cổng Phên trong giải này mới để thủng lưới là 9 bàn trong 6 trận. Văn Dũng, Văn Dũng chuyển lên quá đấy không? Lương Văn Dũng. Không, không qua được hậu vệ của Cổng Phên. Và đã phá bóng ra biên. Lâm Sơn lại được hưởng quả đá biên. Lương Hồng, Lương Hồng đã bóng rất quen bàn. Nguy hiểm quá! Không được Văn Hồ. Văn Hồ Văn Long phải nói là đã cứu thua cho Cổng Phên không biết bao nhiêu đồ. Vẫn đón ra vừa không, anh quyết định phút xa nhưng
không được, cú sút giải tỏa tâm lý của 09 Lâm Sơn. Anh Sơn vẫn rơi khu vực giữa sân và bóng rất may là chỉ cách khả ngang khoảng độ 20 cm. Phút thứ 76 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 1-0 nhưng mà cũng lên đang là Văn Long phát bóng mạnh lên, đúng được và bóng lại đến chân của các cầu thủ Lâm Sơn, chuyền vào vùng cấm. Những nỗ lực của các cầu thủ Lâm Sơn và phút này đã được đền đáp. Phút thứ 76 của trận đấu, tỷ số đã trở về vạch xuất phát là 1-1. Rất hoan nghênh những tinh thần cố gắng của các cầu thủ Lâm Sơn, các cầu thủ của cổng thôn để cho các cầu thủ Lâm Sơn từ thứ hai băng xuống rất chi là thoải mái, không có ai theo pha bóng của mình. Và sau đó là pha bình quá khích của một cầu thủ Lâm Sơn và sau đó anh đó đi nhập một thẻ vàng. Lại tiếp tục trận đấu chuyển lên rất chi là sôi nổi. Hai đội chạy bóng nhau rất quyết liệt ở khu vực bóng ở khu vực giữa sân. Bóng ra ra hết đường biên dọc, các cầu thủ Lâm Sơn lại được hưởng quả nhân biên. Vẫn là và Lương Văn Hùng. Lương Văn Hùng đã bóng rất mạnh và vững vò. Vẫn còn bóng vẫn còn Lâm Sơn. Nỗ lực của hậu vệ cổng thôn đã phá bóng cứu cho đội nhà khỏi được quả phạt góc. Các cầu thủ của cổng thôn phải cần hết sức cẩn thận những pha ném biên của cầu thủ Lâm Sơn, vì bên đó có một cầu thủ ném biên rất mạnh. Những quả ném biên của anh không có gì quả ném ra. Không được, cuối cùng bóng đã chạm vào đầu của một cầu thủ Lâm Sơn để cho cổng thôn được vượt quả phát bóng lên. À, lại đội Lam rồi, đội Lam đá thì không vào giải này, đội Lam đá vẫn là Văn Long phát bóng rất mạnh lên nhưng mà các hậu vệ của Lâm Sơn đã khống chế được pha bóng vừa rồi và cuối cùng bóng lại ra hết đường biên và tổng kết được hưởng quả ném biên. Không được, bóng vẫn đến tiếp tục các cầu thủ cổng thôn. Xa mấy kia cho nó thoáng ở góc này. Không hiểu ý nhau cho sao bóng vừa rồi. Không lét được. Dương cái loại này phải có ánh nắng vào nó lét. Và các cầu thủ cổng thôn vẫn được hưởng quả ném biên. Anh nhắn rất nhanh các bạn ạ. Có được không? Không được. Hậu vệ Lâm Sơn đã bật lốt cho nhau rất tốt. Liên tiếp các tình huống ném biên ở bên giáp gần khu vực 76m50 của Lâm Sơn. Anh chuyền vào nhưng không được, bóng đã ra ngoài cầu môn. Phút thứ 80 của trận đấu rồi các bạn ạ, tỷ số vẫn đang là 1-1. Trận
trận tranh giải 3-4 này, nếu mà hai đội 90 phút thi đấu mà tỷ số vẫn là hòa nhau thì là áp dụng theo luật của ban tổ chức là sẽ cho hai đội đá luân lưu ngay. Đá 11 mét này, trên đá hiệp vụ, không áp dụng là đá hiệp vụ. Còn trận chung kết mà tỷ số không bên nào có bàn thắng hoặc là có tỷ số hòa nhau thì là trong trận chung kết là sẽ áp dụng là hiệp phụ. Và hiệp phụ là một cột hiệp là 15 phút. Và lại là các cầu thủ luôn luôn được hưởng quả giám viên. Vâng, thay mặt đội bóng cầu ván xin gửi lời cảm ơn sự ủng hộ của anh Đăng Chín cầu ván 100.000 đồng, ông bà Tiến Sao cầu ván 100.000 đồng, ông Kiên Tâm cầu ván 50.000 đồng. Những khúc quả gần 35 mét của bộ ấn tạ Trung Hoa Lâm Thôn lên theo ra tấn công. Phải nói là toàn giám điện nhất mùa giải của thôn năm nay. Tỷ số hiện nay đang là 21 nghiêng về Lâm Thôn. Phải nói là bàn thắng quá đẹp các bạn ạ. Phút thứ 86 của trận đấu rồi. Tỷ số vẫn đang 21 nghiêng về Lâm Thôn. Không biết trong trận đấu này Lâm Sơn có lên được đường dòng hay không. Tôi bóng cầu bán xin gửi lời cảm ơn đến tình cảm. À thay người đấy nhỉ. Thay người thay báo ba tổ chức nhá. Bố lâu mẹ nào. Bây giờ tất cả các ông bầu mà thi đã cho các cầu thủ thay người thì yêu cầu các ông bầu là ra ban tổ chức báo ban tổ chức và trong đó là bí được phép là ban tổ chức chuyển vào đến trọng tài bí được phép thay người. Alo, thông báo cho trọng tài chính lúc nào có tín hiệu thay người của ban tổ chức mới cho thay nhá. Yêu cầu trọng tài chính để ý. Vâng, chúng tôi tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị yêu mến đội bóng cầu ván như sau. Anh Đăng Chín cầu ván 100.000 đồng, ông bà Sao Khuyến cầu ván 100.000 đồng, ông Kiên Lâm cầu ván 50.000 đồng, chị Thí cầu ván 100.000 đồng. Lại vào rồi các bạn ạ, 1-3 đá phạt rất nhanh của các cầu thủ cộng thêm tỷ phút thứ 87 của trận đấu, tỷ số đã là 2-2. Rất nhanh các bạn ạ, chúng tôi không kịp quan sát và bóng đã bay vào lưới rồi. Trận đấu đang trở về những phút cuối và những phút rất phù hợp và gây cấn. Liên tiếp chỉ trong vòng 5 phút đã có 2 bàn thắng. Trận đấu trở về những phút cuối và những phút rất chi là căng thẳng cho hai bên. Liên tiếp các bàn thắng được ghi cho vào với phút cuối cùng. Vẫn là có mùa phản ứng. Không, bóng đã ra hết được biên dọc và các cầu thủ Lâm Sơn được hưởng quả giám biên. Ý định ném biên đi không. Hai cầu thủ, các cầu thủ hai bên tranh bóng là rất tuyệt vời từ đã có lỗi của một cầu thủ ở cầu bên. Người gây ra lỗi là Ngô Lạc đã phạt lỗi với Quang Hiếu. Chiều mai anh em có đá được không nhỉ?
không đã được xin. Và các cầu thủ Lâm Sơn được hưởng quả đầu tiên. Giọng của tôi nay là giọng ngày Tết nên là nhiều người cứ nghĩ tôi là giọng nói của Quang Huy, nhưng mà thực sự là hôm nay là tôi bị mất giọng nên là giọng là hơi có độ khàn khàn. Và Vũ Dũng đang đứng trước quả đá phạt này, không biết là anh rút ngay hay là anh chuyển. Anh đã chuyển cho được. Ui, nguy hiểm quá, bóng mất không được. Anh không rút ngay mà anh chuyển cho một Vũ Đinh chuyển vào cho, nhưng mà Văn Hiếu không kịp pha bóng vừa rồi. Và các cầu thủ cộng phê được hưởng quả phát bóng lên. Vẫn là Nguyễn Long. Nguyễn Long phát bóng rất mạnh lên, có theo kịp phát bóng bên đầu không? Nhưng không vòng, không qua được Phú Dũng. Hậu vệ kỳ cựu của Lâm Sơn. Và đã có lỗi của các cầu thủ cộng phê. Và Lâm Sơn lại được hưởng quả đá phạt. Cộng phê có sự thay đổi người. Yêu cầu thật ra từ người đã cho cổng phên thay người. Cổng phên đã có sự thay đổi người, số 9 vào sân và số 8 ra sân. Đứng chưa bóng vẫn đang là Quang Hiếu. Quang Hiếu xuất thẳng, không được, không qua được hậu vệ của các Việt Phương. Cú sút rất mạnh của Phú Dũng, nhưng mà rất tiếc là bóng đi chệch khung thành. Và các cầu thủ cộng thêm lại được hưởng quả đá phạt lên. Trận đấu lại đang là những tình huống trở lại bình thường, không nhanh như những phút vừa qua. Hai đội tranh bóng nhau rất quyết liệt ở khu vực giữa sân. Không, vẫn đến ra nước cái đầu, nước cái đầu chưa không được. Hậu vệ tổng khuyên bọc lót cho nhau rất tốt và đã phá bóng ra đường biên. Lệnh thì thua triệu già đấy, giờ cứ nhận là lệnh thì bả vai đấy, thua đấy. Lương Hùng có những quả ném biên không khớp gì một cú sút. Anh ném rất mạnh vào khu vực 16m50 nhưng không qua được những góc bao. Không, không qua được người, vẫn là cầu thủ Lâm Sơn. Không, không, đã có lỗi chạm tay của một cầu thủ Lâm Sơn. À, các cầu thủ Lâm Sơn cổng viên được hưởng quả đá phạt ở trong khu vực 16m50 của mình. Rồi anh chuyển lên cho bóng số 85 mới. Các cầu thủ cổng viên đàn không? Không, đã có lỗi nghiệp vị. Nghiệp vị của các cầu thủ cổng viên. Nhà báo Văn Hiệp. Vũ Dũng chuyển chưa? Không, các cầu thủ cổng bên đã lấy được bóng. Bóng lâm nó chuyển lên, đường chuyển rất không. Bóng vẫn còn cho ba là nguy hiểm quá. Nguy hiểm thật không. Hoa nô thủ môn của Lâm Sơn. Anh đã ra rất kịp thời để cản phá ba bóng vừa rồi. Đường truyền vừa rồi đã qua tất cả các hậu vệ của Lâm Sơn, nhưng mà thủ môn Lâm Sơn ra rất kịp thời. Anh đã mạnh 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 mà nhưng không qua được hậu vệ Lâm Sơn. Bóng vẫn lại được tấn công thủ ghi không. Một cú sút một cú bô lê của Trần Tiến lên, nhưng mà pha được rồi rất nhanh. Ừ.
Vâng, chúng tôi vừa tiếp tục nhận được những sự ủng hộ của các quý khách đến đây theo dõi trận đấu và được sự ủng hộ của chị Tư Sáng, ủng hộ là 50.000 đồng. Và anh Tấn Phật Danh ủng hộ 100.000 đồng. Thay mặt cho đội bóng là đội số 5 sớm xin kính chúc các quý khách có một năm sớm dồi dào sức khỏe và ăn hàng phục vụ. Bóng lại về trước cửa không? Rất nhanh. Ăn vãi như ai? Và vào bóng rất chi nhiệm của Vũ Đức và các cầu thủ của cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Ông trọng tài đã thổ phạt Vũ Đức với và đã phạt lỗi với Ngô Lạc của cầu thủ. Và các cầu thủ Lâm Phương đã được hưởng vào nhân viên. Người nhân viên vẫn là Lưu Hùng. Các cầu thủ Lâm Sơn đã dồn hết lên là tấn công. Như ông bầu Lâm Sơn đã nói là phải quyết tâm thân thua thắng bại trong 90 phút chứ không cả vào đá 11 mét. Ba đứng nữa, điền, không đen vụ, đen luôn. Và các cầu thủ Lâm Sơn nhận được quả đá phạt góc bên cạnh thành. Sắc bén rồi. Trận đấu này phải nói có những bàn thắng rất chi là đẹp các bạn ạ. Từ một tình huống đá phạt góc của số 22. Không người này. Một quả phạt góc của các cầu thủ Lâm Sơn và Ngô Định đã từ tuyến 2 bay lên. Ghi bàn với một bàn thắng rất chi là đẹp cho các cầu thủ Lâm Sơn. Phút thứ 86 của trận đấu rồi, tỷ số đang là 3-2. Nhưng về Lâm Sơn, các cầu thủ có phép đàn công nhưng không qua được Vũ Đình. Vũ Đình rất nhanh. Trận đấu lại chuyển lên ga rất chi là căng thẳng. Và các cầu thủ có phép ném biên vào không? Không được. Hậu vệ Lâm Sơn lại tiếp tục phá bóng ra hết đường biên ra. Loạn ga. Anh Luận cái đây. Thấp xuống người đạo thấp. Không, không được các bạn ạ. Vẫn đến trên các cầu thủ của Lâm Sơn, nguy hiểm quá, không được không? Không được các cầu thủ Lâm Sơn phải không? Nhưng không, bóng đã các cầu thủ Lâm Sơn đã phá ra hết đường biên dọc. Và vẫn là các cầu thủ Cộng Phim. Không, cuối cùng một cầu thủ Lâm Sơn đã phá bóng là sút nhưng bóng ra ngoài đường biên ngang. Kéo dài thời gian ở cái bài này. Và các cầu thủ Lâm Sơn có một cầu thủ đang bị đau. Vâng, trọng tài đã cho nhân viên y tế vào sân để chăm sóc cho. Trọng tài đã cho nhân y tế vào chăm sóc cầu thủ Ngô Định vẫn đang nằm ở sân và chuẩn bị hết trận đấu này là yêu cầu tất cả các cầu thủ cầu ván có mặt ở ngay bây giờ có mặt ở chỗ ban tổ chức để chuẩn bị chúng ta cho trận chung kết giữa đội danh động. Vâng, như chúng tôi được quan sát, Ngô Định đã đứng dậy được. Hiệp mày thua lại quả đánh đầu đấy anh em. Vũ Dũng, Vũ Dũng không được. Trong luật bóng đá là khi đá bóng không bao giờ được hút thuốc nhưng mà Vũ Dũng. Bóng bóng vẫn chưa. Rồi các cầu thủ cầu bên nguy hiểm quá. Không, pha bóng rất quyết liệt của các cầu thủ Lâm Sơn. Và các cầu thủ Lâm Sơn bạn không? Bóng vẫn đến cho các cầu thủ Lâm Sơn nhưng không.
không qua được hàng vệ của Cổng Phên và đã có lỗi của các cầu thủ Cổng Phên, của các cầu thủ Lâm Sơn và Cổng Phên được hưởng quả đá phạt. Trận đấu trở lên rất chi căng thẳng các bạn ạ. Đứng trước bóng vẫn đang là cầu thủ giày cam. Anh chuyển vào có theo kịp không? Nguy hiểm quá. Không. Và lô thủ môn Lâm Sơn đã có lỗi với thủ môn. Ông trọng tài đã thổi còi lỗi thủ môn. Các cầu thủ Lâm Sơn có lợi thế để những tình huống này để chiếm đoạt cho những phút cuối cùng của trận đấu, vì tỷ Lâm Sơn bây giờ vẫn đang dẫn tỷ số 3-2. Cho bóng vào cuộc càng chậm thì càng tốt. Một đường phản công nhanh của các cầu thủ Lâm Sơn nhưng mà không kịp pha bóng vừa rồi và các cầu thủ Cổng Phên và pha bóng này không qua được đầu của Vũ Dũng. Hai đội tranh bóng nhau rất quyết liệt ở khu vực giữa sân, bóng vẫn trong sân các cầu thủ Cổng Phên. Không được. Ông trọng tài cho lợi thế các cầu thủ Lâm Sơn. Ông trọng tài cho lỗi dù mặc dù có lỗi nhưng mà ông trọng tài cho lợi thế các cầu thủ Lâm Sơn. Bóng vẫn tiếp xúc của Vũ Dũng bên kia. Không. Các cầu thủ Cổng Phên và gót cho nhau rất tốt. Không, bóng vẫn tiếp xúc các cầu thủ. Liên tục những cú hút của các cầu thủ hai bên và bóng đến các cầu thủ Cổng Phên phản công. Không qua được Vũ Dũng. Vũ Định bóng lại và tiếp thêm các cầu thủ Lâm Sơn. Hai đội tranh bóng nhau phải ở ông này rất chi là sát và quyết liệt. Lại đến chân của cầu thủ Cổng Phên rồi, các cầu thủ Cổng Phên phản công vì sao không qua được Vũ Dũng. Rẽ lại đến các cầu thủ Lâm Sơn, liên tục lên khó qua đến các cầu thủ Lâm Sơn. Không được, cuối cùng hôm nay của Cổng Phên đã phá bóng ra hết từ Việt Nam. Các cầu thủ Lâm Sơn được hưởng quả phạt góc. Không nhất thiết phải đến các cầu thủ Lâm Sơn, bởi vì tình huống bây giờ đang nghiêng là Lâm Sơn. Đứng trước bóng vẫn đang là một tiền đạo trẻ của Lâm Sơn. Vẫn được rồi. Lại là Vũ Đinh. Phải nói là cái đầu của Vũ Đinh của ngày hôm nay. Bóng liên tiếp được chuyền vào đầu của anh nhưng mà rất tiếc pha bóng vừa rồi bóng đã ra chuyền sát sàn cột dọc. Và các cầu thủ Lâm Sơn lại được hưởng quả liên miên bên cạnh trận. Liên tiếp là cái đầu của Vũ Đinh, bóng đã chạm vào nhưng rất may cho khung thành của Cổng Phên, bóng chỉ đi sát sàn sàn. Không. Bóng đã ra hết đường biên và các cầu thủ Cổng Phên đã được hưởng quả đá phạt lên. Vũ Long, Vũ Long cho bóng rất nhanh vào cuộc. Bóng vẫn trong chân của các cầu thủ Cổng Phên. Vũ Long. Không. Chuyển sang các cầu thủ Cổng Phên có qua được không? Không. Không qua được hậu vệ của Cổng Lâm Sơn. Và đã có lỗi ta chân của một cầu thủ Cổng Phên. Lâm Sơn được hưởng. Vũ Dũng tổ chức phản công nhanh nhưng các đồng đội không hiểu ý, không qua được Hồ Minh Hiếu. Không và các cầu thủ Lâm Sơn được hưởng quả liên miên. Bao nhiêu phút rồi Hiệp? Em không biết đâu. Lương Hùng. Lương Hùng nhắm cho số 10 nhưng không được. Kịp không? Không kịp pha bóng rồi. Bóng ra hết đường biên. Các cầu thủ Cổng Phên cho bóng vào cuộc rất nhanh. Thời gian đã không ủng hộ cho các cầu thủ Cổng Phên. Nên Vũ Long cho bóng vào cuộc rất nhanh. Anh chuột rất mạnh lên nhưng không qua được cái đầu của Lương Hùng. Không, không, rất nguy
điểm. Hai cầu vai của cổ phiên đã tải ra. Cầu thủ Lâm Sơn đã qua được hai hồng vàng của cổ phiên và anh đặt được truyền vào cho cầu thủ 22 của Lâm Sơn. Rất chi là nhẹ nhàng, anh đã đưa bóng vào góc xa của khung thành cổ phiên. Vũ Long đã không làm gì được pha bóng vừa rồi. Mặc dù anh đang là thủ môn xuất sắc nhất của gần như của giải năm nay, nhưng mà pha bóng vừa rồi anh không làm sao anh cứu thua được cho đội nhà. Tỷ số bây giờ là đang là 4-2 nghiêng về Lâm Sơn. Các cầu thủ Lâm Sơn được hưởng quả lắm đi. Rất khéo các bạn ạ. Số 7 của Cổng Phê Truyền nhưng không qua được và Vũ Đình. Anh nhảy lên rất cao, lại bên phòng. Không qua được phòng của các cầu thủ Cổng Phê. Ngô Lạc, bóng được bắn Ngô Lạc rồi. Và là bóng rất quyết liệt của Vũ Đình. Và anh đã phạm lỗi với Ngô Lạc. Và các cầu thủ Cổng Phê được hưởng quả đá phạt. Ba cầu thủ cộng thêm đang bố trí để thực hiện pha đá phạt này. Ông trọng tài đã cho làm hàng rào lại, hàng rào quá gần. Đứng trước bóng đang là số 7. Vâng, cuối cùng số 3 lại để nhường cho anh số 7 thực hiện quả đá phạt này. Nhiều nguy hiểm quá. Ta nói bóng châu Âu nhưng mà rất may cho khung thành Nam Sơn là bóng đã ra ngoài. Lại tiếp tục là các cầu thủ Lâm Sơn được hưởng quả phát bóng lên. Quang Hiếu đã thực hiện không tốt quả bóng vừa rồi. Không, Dũng và bọc lót cho rất kịp thời. Rồi bóng vẫn đến cho các cầu thủ Cổng Phên. Các cầu thủ Cổng Phên nguy hiểm quá, chưa đáng kinh đâu. Rất tiếc hậu vệ Lâm Sơn trong tình huống vừa rồi không động được nào theo được một tiền đạo của Cổng Phên và để cho anh sút bóng từ góc hẹp, đang sút bóng từ góc hẹp và ghi bàn thắng cho Cổng Phê giúp các tỷ số xuống còn 3-4. Rất căng thẳng trong trận đấu này các bạn ạ. Trận đấu tranh giải 3 của cúp mùa xuân Cầu Ván, nhưng mà phải nói là có những bàn thắng rất chi đẹp. Vũ Long phát bóng mạnh lên. Lại Vũ Long chuyển cho các cầu thủ Cổng Phê bàn công. Không, bóng vẫn trong tay các cầu thủ không. Các trung vệ của Lâm Sơn đã về bọc lót cho hậu vệ của mình rất tốt trong pha bóng vừa rồi. Và các cầu thủ ở Cổng Phê đường và đại viên anh ném mạnh vào khu vực của cho bé đưa không. Hậu vệ của Lâm Sơn vào bóng rất mạnh ra. Các cầu thủ Lâm Sơn phản công. Đúng lúc này